Bà phải tin tôi. Tin gì? Trời ơi, ở trong cái công ty này cái chuyện gì tôi cũng biết hết á. Cho tụi mày xem Facebook tao nè, có một girl xinh lắm mà ở chế độ mấy Facebook tao đó. Trời ơi, Cái chính mắt tôi nhìn thấy luôn. Không nhận nắm tay nhau mà còn hôn nhau nữa. Nhắc cái mắt cỏ quá. Mời anh Minh vô phòng gặp tôi. Anh Minh có biết tại sao tôi phải duyệt lại bản thiết kế này của anh không? Đã bao nhiêu lần khách hàng than phiền về anh rồi. Cho dù họ không có một chút chuyên môn nào về thiết kế đi nữa, thì họ cũng không cần anh phải lên lớp cho họ. Anh đâu còn là nhân viên mới nữa, để tôi phải nhắc đi nhắc lại chuyện tiếp xúc với khách hàng như thế nào. Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tôi thấy nếu chuyện này mà còn xảy ra một lần nữa thì anh sẽ không có cơ hội để rút kinh nghiệm nữa đâu nha. Dạ vâng ạ. Cho tôi thôi anh về chỗ làm việc đi. Bàn việc với trưởng phòng xong, tôi sẽ nói chuyện riêng với anh. Tôi xin phép ạ. Rồi em làm đúng rồi đó. Vậy đi ha. Ly đang đẹp quá ta. Chị, kiểu này chắc là khó đan lắm hả? Cái này không có khó đâu chị. Em đang chỉ cho con bé này đang tặng áo cho người yêu của nó đó. Chị An có thích không? Em chỉ cho. Tôi không có người yêu, và tôi cũng không có đan len trong giờ làm việc của công ty như vậy. Các em có thấy là công việc cuối năm của công ty chất chồng như núi không hả? May mà là tôi, chứ nếu như mà là anh trưởng phòng á là lớn chuyện rồi đó nha. Sau này có tranh thủ giờ công ty thì cũng phải kín đáo một chút. Ê, mày có nghe gì không? Chỉ kêu mình kín đáo á. Tuân lệnh sếp An. Ê nè, giờ đang tiếp nha. Thật ra bản thiết kế thì không có vấn đề gì, nhưng mà cần khéo léo hơn khi tiếp xúc với khách hàng. Nếu có chuyện gì khó khăn thì anh Minh cứ hỏi tôi, chứ đừng để khách hàng phản ánh như vừa rồi. Dạ vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Làm gì vậy? Hù thế người ta đứng tên người ta chết thì sao? Chết dại vậy? Trời đất ơi, anh to xác như vậy mà sao dễ bị hù giật mình quá nhở? Thì người ta cũng là con người mà, hù ai mà chả giật mình. Bình tĩnh. Nè, đói chưa? Đói rồi. À. Ngon quá. Tất nhiên rồi. Vậy đã hết giận người ta chưa nè? Dẫu giận gì đâu, quen rồi mà. Nói như vậy là còn giận rồi chứ gì nữa. Đâu có đâu. Nhưng mà nói chung là hôm nay tâm trạng không được tốt vì bị sếp mắng thôi. Ăn đi.
Này. Hả? Người ta xin lỗi mà. Người ta không đâu muốn như vậy đâu. Vậy để chiều nay em đền cho nha. Đền cho hả? Nghe cũng hợp lý đấy. Được, để xem đền đắp thế nào. Để xem. Và xin báo cáo là doanh thu của phòng mình cao nhất cả công ty trong năm nay. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chúc mừng. Alo, anh này. Anh hả, em xin lỗi nha, giờ này chưa họp xong nữa. Hay là anh cứ qua nhà em trước đi nha. Rồi tí nữa em nhờ anh trưởng phòng đưa về. Em biết rồi. Dạ em chào sếp. Tôi về nha. Dạ. Người yêu không giận em đâu ha. Đâu có giận gì đâu. Người ta biết thân biết phận mà. Đền bù chỉ có bấy nhiêu đây thôi hả? À, chứ anh còn muốn gì nữa. Đây là trước cửa nhà em rồi nha. Là đây anh nói này. Gì? Ngồi đây. À. Ê, đừng nói là đòi hôn em nữa nha. Anh sẽ nghỉ việc. Tại sao? Không lẽ anh vẫn còn giận em? Chuyện hồi chiều đã lỡ hẹn với anh hả? Đâu có đâu. Chỉ đơn giản là người ta nghĩ là nếu mà anh nghỉ việc sẽ tốt hơn cho chuyện tình cảm của hai đứa mình mà thôi. Thì em thấy bây giờ hai đứa mình làm chung cũng tốt mà, đâu có gì đâu. Anh thấy chẳng tốt gì cả. Hôm nay á, tại vì sếp yêu cầu cho nên em mới phải nói nặng lời với anh như vậy. Nhưng em cũng đã xin lỗi anh rồi mà, đúng không? Không phải là chuyện đó. À mà cũng đúng. Nếu tính luôn cả chuyện hồi chiều thì càng có lý do để mà xin nghỉ việc. Vô lý hết sức à? Anh không được nghỉ việc. Tại sao lúc nào em có thích ra lệnh cho anh vậy? Cái đó đâu phải là ra lệnh. Em đang ra lệnh cho anh đấy. Tại vì lý do của anh không có thuyết phục chút nào hết. Được rồi, vậy bây giờ anh thử trình bày cho em một lý do chính đáng tại sao anh nghỉ việc đi. Anna, bây giờ không phải đang ở công ty nha. Em không phải là sếp của anh mà kêu anh trình bày lý do anh nghỉ việc. Vậy bây giờ em thử trình bày cho anh lý do anh không nên nghỉ việc xem nào. Anh... Sao? Không sao hết á. Em phải về sớm, ngày mai còn có cuộc họp với sếp nữa. Anh cũng về đi. Về tới nhà nhắn tin cho em. Đấy, em lại trốn tránh nữa rồi đấy. Lần nào nhắc đến chuyện này của hai đứa mình em cũng lại trốn tránh. Anh về đây. Suốt đời làm bà sếp già khó tính,
mày bị bồ đá luôn không? Không được, không được đâu. Cái cọng dây à. Đây, anh chọn. Hả? Đi. Mấy cái này á, anh chọn màu nào? Màu xanh, màu... À thôi, anh chọn màu đỏ để cho mãnh liệt. Dĩ á, người yêu của anh chắc ai cũng phải mãnh liệt lắm ha. Mãnh liệt thì cũng được, nhưng mà con gái mà trèo lên đầu lên cổ người ta là không được đâu. Con gái phải mỏng manh yếu đuối một chút thì con trai mới có dịp mà thể hiện chứ, đúng không? Vậy thì mỏng manh yếu đuối giống như em có được không? Đạt chuẩn luôn. Anh hay quá. Cô Ly à. Hồ sơ tôi kêu cô chuẩn bị xong chưa? Dạ. Mang vào phòng cho tôi kiểm tra nha. Chị ơi, em kiểm tra xong rồi, em đưa cho chị nè. Cảm ơn em. À, cái này em tranh thủ làm cho kịp quà Noel đó. À, vậy hả? Dạ. Vậy sắp tới tiệc Noel của công ty, chắc là em phải dẫn người yêu tới ra mắt mấy anh chị chứ hả? Chắc chắn rồi, bởi vì anh ấy là người của công ty mình mà. À, người của công ty hả? Vậy chắc là chị cũng quen ảnh ha. Ai mà có phúc quá vậy ta. Cái này á, thì bí mật, chắc chắn á, chị sẽ rất là bất ngờ. À, em chuẩn bị cho chị tập tài liệu này nha. Ngày mai tới sớm trước 30 phút để chị kiểm tra lại. Dạ, ok chị. À mà chị ơi, ngày hôm đó chị nhớ ăn mặc đẹp chút xíu nha. Bởi vì chị rất là đẹp á, chị biết không? Cái con bé này. Thôi em đi nha, bye bye chị. Em chào chị. Dạ, để em cần cho. Tại sao cả ngày hôm nay anh lại cư xử lạnh lùng với em như vậy? Em hiểu rồi. Có phải là mong manh yếu đuối như Ly mới đúng tiêu chuẩn của anh đúng không? Em đang nói cái gì vậy? Vậy em có hiểu được cảm giác của anh khi mà hai đứa mình yêu nhau cứ phải giấu kín như là mình đang ngoại tình hay làm gì đó phạm pháp hay không? Em có hiểu được áp lực của anh mà hàng ngày anh đi làm gặp người yêu anh là anh bị người yêu anh la mắng ra lệnh nó như thế nào không? Em hiểu chứ. Em cũng thấy rất là khó chịu khi phải làm như vậy mà. Em đâu có muốn đâu. Nhưng mà anh có nhớ là hai đứa mình đã thỏa thuận với nhau rồi không? Để em tự đưa ra và anh tuân theo đi chứ. Còn bây giờ anh đưa ra giải pháp của anh là anh sẽ nghỉ việc thì em cũng gạt đi. Thực sự là bây giờ anh không biết phải làm như thế nào nữa. Anh cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Anh mệt mỏi vì cứ phải giấu giấu diêm diêm cái mối quan hệ này. Anh mệt mỏi vì hàng ngày anh gặp người yêu anh là anh phải cúi đầu dạ dạ vân vân. Anh à, anh là đàn ông, em phải thông cảm cho anh chứ. Chị là em đã làm anh mệt mỏi tới mức muốn nghỉ việc luôn hả? Tới mức anh muốn tránh mặt em càng xa càng tốt đúng không? Anna, em là đấy. Giải quyết cho xong chuyện này em đi đâu thì đi. Được. Chị bây giờ anh muốn giải quyết như thế nào? Một là anh sẽ nghỉ việc. Hai là mình hãy cứ yêu nhau như những người bình thường đi. Ý anh là sao? Là mình cứ công khai cái mối hệ này ra đi.
Sao? Em... em không làm được đúng không? Vậy anh sẽ nghỉ việc. Anh Minh! Đừng đi! Anh Minh à! Đã được nhiều phết rồi này. Như là quà chia tay.
Thôi nào, nín đi nào. Em cứ tưởng là Ly sẽ tặng khăn cho anh chứ. Hả? Anh cười cái gì vậy? Cậu thấy em khóc vậy anh vui lắm hả? Đồ ngốc, chuyện như vậy cũng tưởng tượng ra được. Ngốc như thế cũng là làm sếp của người ta à? Thì làm sao mà em biết được? Hả? Ai biểu anh không thèm nói chuyện với em, không thèm nhìn mặt em. Em tưởng anh cứ như vậy mà nghỉ việc luôn, bỏ đi chỗ khác luôn, bỏ em luôn. Đã ngốc lại còn cứng đầu nữa, làm sao mà người ta nói được cái gì? Mà làm sao người ta bỏ em đi được, khi mà thấy em ngày nào cũng khổ sở gồng mình lên với cái chức trưởng phòng cơ chứ. Thường lắm đấy biết không? Thôi nào, nín đi nào. Có ai nhìn nó đi chết, khóc hu hu thế này người ta thấy người ta cười chết. Hồi nãy nhân viên thấy hết rồi. Thì sao? Mai mốt còn mặt mối nào mà làm trưởng phòng nữa. Đấy, lại thế nữa rồi. Nghe đây này, hôm nay là đêm Giáng sinh, hiểu không? Em không phải là trưởng phòng, em là người yêu của anh. Em biết rồi. À mà này, nhắm mắt lại đi. Bao giờ người ta nói mở mắt ra là mở mắt nha. Rồi mở đi. Tên 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 tên. Đẹp quá. Người ta tự đan đấy biết không? Người ta nhờ Ly dạy người ta đan. Biết là người ta phải khổ sở lắm mới đan được cái này không? Hèn gì. Hèn chi gì? Chả biết gì cả. Không biết gì. Người ta đợi chỗ này. Xinh quá. Nói nghe này, đêm nay là đêm Noel. Em đừng đóng vai bà sếp khó tính nữa được không? Đóng vai là con mèo của anh được không? Mèo. Chúc mừng nha. Giấu kỹ quá. Nè cậu Minh. Dạ. Cái chuyện tình cảm giữa sếp với nhân viên là chưa bao giờ có cái tiền lệ trong cái công ty này đâu. Tiền lệ cái gì? Em với anh vừa tạo ra tiền lệ đó thôi. Ây chà. Lỗi của tôi. Tôi xin có điều muốn thông báo với tất cả mọi người. Sau ngày hôm nay cô A sẽ chính thức trở thành trưởng phòng mới của chúng ta. Nè, tôi dặn dò mọi người chuyện này. Tôi hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ cô A phát triển cho phòng của chúng ta bay cao và bay xa hơn nữa. Để tôi lên tôi dễ nói chuyện với tổng công ty. Nghe nói chưa? Sẽ để mọi người đó nha. Mọi người mà làm việc chết cho tôi nghe chưa? Vậy là nhờ Ly mà phòng chúng ta được để mắt rồi đúng không? Chính xác rồi đó. Thôi bây giờ chúng ta cùng nâng ly chúc mừng năm mới, chúc mừng Giáng sinh và chúc mừng đôi trẻ.
Cảm ơn người rất là nhiều. Hôn đi. Cái gì vậy? Thật ra em cũng có món quà này cho anh nè. Quà hả? Quà gì? Nhắm mắt lại đi. Đây, nhắm mắt lại rồi này. Tinh tinh. Wow, sao đẹp vậy? Em tự đan đó. Đây có phải là màu đỏ mãnh liệt mà anh thích không? Bây giờ không biết có ai còn xin nghỉ việc nữa không ta? Thì có phải xem sếp mới đãi ngộ thế nào đã. Đãi ngộ như vậy. Vậy mà là đãi ngộ hả? Đãi ngộ phải như thế này này.